Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà một số người đàn ông không những thành đạt trong công việc mà lại có một gia đình yên ấm. Người xưa thường có câu, đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Và chính người phụ nữ ấy là động lực, là hậu phương vững chắc giúp cho chồng của mình yên tâm việc nhà, thăng tiến trong việc nước. Người xưa thường nói, lấy vợ thì chọn người hiền, liên hệ với tử vi học. Những con giáp này không chỉ hiền thục, giỏi giang mà còn giúp cho sự nghiệp phát triển của chồng, mang lại nhiều phước lành và may mắn cho gia đình. Có thể nói, đây là mẫu phụ nữ lý tưởng nhất để làm hậu phương vững chắc cho mỗi người đàn ông. Và để biết quý vị và các bạn liệu có nằm trong số những con giáp mệnh vượng phu này hay không, kênh Phong thủy Gia Cát kính mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, cô nàng tuổi Mùi. Với một người yêu và đề cao vai trò của gia đình như người tuổi Mùi, họ luôn tràn ngập cảm giác trách nhiệm rất cao với những việc liên quan đến gia đình. Con giáp này sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những người thân yêu của mình. Trong mọi hoàn cảnh, những chú dê luôn có thể thay đổi bản thân, giỏi thích nghi để sinh tồn mạnh mẽ. Trong tình yêu, tư tưởng ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến với họ. Với con giáp nữ, yêu là cưới này, kết hôn chính là đích đến cuối cùng của tình yêu. Cưới rồi sẽ chẳng lo cả hai bị chia cắt. Khi tuổi Mùi đã yêu một ai đó, vậy thì chắc chắn đối phương đã chiếm được niềm tin và tình cảm của con giáp này. Họ sẽ hết lòng quan tâm, chăm sóc, thậm chí là cả hy sinh cho người mình yêu. Để bảo vệ tình yêu ấy, người tuổi Mùi sẵn sàng chịu thiệt thòi về mình. Thậm chí, nhiều khi rơi vào thế bị động, nhưng lúc nào cũng tự hào rằng mình đã cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ. Đó là điều rất đáng trân trọng. Cô nàng tuổi Sửu. Nhắc đến con giáp nữ yêu là cưới thì chắc chắn phải hỏi đến cô nàng tuổi Sửu đầu tiên. Con giáp này đa phần là những người có suy nghĩ rất trưởng thành, nghiêm túc và chín chắn. Họ luôn rất thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm, người tuổi Sửu khá bảo thủ và có tư tưởng truyền thống. Hôn nhân đối với họ mà nói là chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên mục đích yêu của nàng giáp này là để xây dựng một mái ấm nhỏ thuộc về riêng mình, chứ không phải là chuyện vui thú nhất thời. Nếu như trong quá trình yêu, những cô nàng tuổi Trâu nhận ra mình đã chọn lầm đối tượng, vậy thì họ chẳng ngần ngại kết thúc sớm để bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời cũng là để tránh lãng phí tình cảm của mình. Khi không xác định tương lai lâu dài ở bên nhau, họ sẽ không tốn thời gian để yêu đương. Tuy không phải là người giỏi nói những lời đường mật, lời ngọt bùi tai, cũng khó có thể tạo ra ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt với người khác giới. Nhưng khi đã xác định nửa kia là người tâm đầu ý hợp, thích hợp để nắm tay nhau đi đến cuối con đường, con giáp này sẽ chẳng hề ngần ngại mà bày tỏ ý muốn kết tóc xe duyên với người ấy. Chính vì thế, hệ yêu là người tuổi Sửu sẽ cưới, không phải đắn đo quá nhiều cho mệt đầu. Cô nàng tuổi Thìn. Những cô nàng tuổi Thìn là người có ngoại hình bắt mắt, cách hành xử thông minh, khéo léo, chẳng bao giờ để mất lòng ai. Họ có tính cách dịu dàng và nữ tính. Có đôi khi, dù nhận rõ khuyết điểm của nửa kia, họ cũng chẳng bao giờ chỉ trích quá thẳng thắn. Họ luôn tìm được cách khiến nửa kia nhận ra lỗi lầm và tự giác sửa đổi. Trong công việc, cô nàng này là người lý trí, luôn quan sát sự vật ở nhiều góc độ khác nhau rồi mới đưa ra kết luận một cách khách quan nhất. Lấy được một cô vợ tuổi Thìn, bạn sẽ được cô ấy trợ giúp rất nhiều trong sự nghiệp, gợi ý đưa ra những cách giải quyết hợp lý. Còn về nội trợ, cô ấy sẽ lo lắng cho bạn và người thân chu toàn, chẳng bao giờ trách móc quá nhiều về những tật xấu của bạn. Cô nàng tuổi Tỵ. Có thể nói quan điểm về tình yêu của người tuổi Tỵ khá truyền thống, thậm chí có phần cố chấp và bảo thủ. Với họ, một khi yêu là sẽ cưới nhau và không dễ dàng chia tay. Nhưng cũng chính vì thế là con giáp này yêu một cách rất chân thành và giản dị.
Khi yêu một ai đó, tùy tiện sẵn sàng bất chấp tất cả, cho đi hết mà không cần nhận lại. Họ coi tình yêu như một món quà diệu kỳ, linh thiêng nhất mà cuộc sống ban tặng. Chính vì tôn thờ tình yêu như vậy nên họ rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu cả hai xác định gắn bó lâu dài để cùng tiến tới một mối quan hệ có danh, có phận, vậy thì tiếp tục. Còn nếu không thì sớm giải tán ngày nào, cả hai sẽ hạnh phúc ngày ấy. Đây chính là lý do nàng sắp này không trải qua nhiều mối tình và thường kết hôn khá muộn. Nhưng khi đã xác định yêu thương một ai đó, con giáp này rất chung thủy, trước sau như một. Nếu đang yêu tuổi Tỵ, bạn hãy cân nhắc tới chuyện cả hai sẽ kết hôn vào ngày không xa một cách nghiêm túc. Nếu không, bạn đừng tiến thêm bước nào nữa, tránh sau này làm tổn thương cả hai. Cô nàng tuổi Mão. Với một người tinh tế, cẩn thận như tuổi Mão, họ luôn rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm cá nhân của mình và cũng vì vậy mà thường là bên sẽ bị tổn thương. Chính vì thế, con giáp này luôn mong muốn có một kết quả đẹp với người mình yêu thương. Kết hôn chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất mà tuổi Mão mong chờ. Trong suy nghĩ của cô nàng tuổi Mão, tình yêu nếu có thể chuyển thành hôn nhân thì mới là một chuyện tình hoàn hảo nhất. Cho nên, chỉ cần gặp được một người khiến trái tim rung động liên hồi, nàng giáp này chắc chắn sẽ tìm mọi cách để theo đuổi đối phương cho tới cùng. Sự nhiệt tình và cố chấp của họ khi yêu đôi khi có thể khiến người ngoài cảm thấy sợ. Nhưng không vì thế mà tuổi Mão dễ dàng chấp nhận tiến tới hôn nhân với bất cứ ai. Họ hiểu rõ nếu chỉ rung động thôi thì chưa đủ. Cả hai vẫn cần thêm thời gian để thử thách xem có thật sự là một nửa thích hợp của nhau hay không. Cho dù người ấy vẫn mãi chưa xuất hiện, con giáp này chẳng hề sợ cô đơn. Họ thậm chí còn dùng chính thời gian lẻ bóng đó để tự hoàn thiện bản thân. Có như vậy mới có thể gặp được một người tốt hơn. Quý vị thân mến, ở phần đầu của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ những con giáp nữ có mệnh vượng phu. Nếu quý vị và các bạn là một trong số những con giáp nữ trên, xin được chúc mừng quý vị. Sắp tới chắc chắn vận đào hoa sẽ rất vượng phát. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp nam vừa giỏi giang, vừa chu đáo với gia đình, là những mẫu chồng trong mơ của nhiều chị em. Vậy đó là những con giáp nam nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Một, đàn ông tuổi Ngọ. Đàn ông tuổi Ngọ là những người vui vẻ, nhiệt tình, hào phóng, giỏi giao tiếp, tính toán giỏi, chỉ số thông minh cao. Cho nên họ luôn có cơ trí và sự khôn khéo ở nơi làm việc, can đảm và mưu lược, hiếm khi hành động mù quáng nếu chưa nắm bắt và càng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Con giáp nam này cũng là người thẳng thắn, quyết đoán nên luôn biết nắm bắt thời cơ để phi nước đại trên con đường sự nghiệp. Cho dù con đường phía trước có khó khăn, nguy hiểm đến đâu thì họ cũng có thể dùng chính năng lực của mình để vạch ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Có thể trong công việc, đàn ông tuổi Ngọ thể hiện sự sắc bén, tính toán linh hoạt, dám nghĩ, dám làm. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ lại chính là mẫu đàn ông dịu dàng, chu đáo bởi biết cách chăm lo cho gia đình. Ở nhà, họ như biến thành một người chồng, người cha, giàu tình cảm, khác hẳn với hình ảnh giỏi giang trong công việc. Đàn ông thuộc con giáp này tháo vát và tài giỏi, dù là cuộc sống gia đình hay công danh sự nghiệp, họ đều có thể cân bằng và chu toàn cả hai bên. Nhờ vậy mà đa số đàn ông tuổi Ngọ đều có một sự nghiệp viên mãn và một gia đình hạnh phúc đủ đầy. 2. Đàn ông tuổi Tuất. Những người đàn ông tuổi Tuất thường không hay nói nhiều, họ điềm đạm và bình tĩnh, làm việc gì cũng nghiêm túc và có trách nhiệm. Con giáp nam này không thích thể hiện mình ở nơi làm việc. Thay vào đó, họ lựa chọn làm việc chăm chỉ, nỗ lực, bền bỉ. Họ siêng năng và chăm học, cố gắng đi lên bằng chính sức mình, cải thiện từng chút một. Trong quá trình yên lặng học tập đó, họ sẽ tích lũy những mối quan hệ có lợi cho sự phát triển sau này của bạn. Đợi tới khi có cơ hội thích hợp, đàn ông tuổi Tuất sẽ bộc lộ hết tài hoa và thực lực của bản thân. Trong công việc, họ là những người sở hữu năng lực mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, quyết đoán, xử lý mọi việc sắc sảo, kiệm lời, nhưng khi về nhà lại là một người đàn ông hiền lành, chu đáo. Con giáp nam này rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, không chỉ kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của những người thân yêu nhất với mình, mà tuổi Tuất còn rất chu đáo với vợ. Dù có chịu bao nhiêu vất vả bên ngoài, nhưng khi về nhà, họ sẽ chia sẻ gánh nặng cho bà xã của mình, cùng cô ấy làm việc nhà và trò chuyện.
Vì vậy, con sao này cũng may mắn sở hữu một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc viên mãn, đáng ngưỡng mộ. 3. Đàn ông tuổi Dần. Xem tử vi khoa học, đàn ông tuổi Dần cũng là một trong số các con giáp nam vừa giỏi giang, vừa chu đáo với gia đình. Người này có tính cách khá bộc trực, thẳng thắn, hơi bướng bỉnh và ngang ngược, bản tính thích phiêu lưu, dám mạo hiểm, luôn tự tin vào bản thân. Trong sự nghiệp, họ rất hoạt bát, chăm chỉ và quyết đoán. Một khi có cơ hội phát triển, con giáp nam này chắc chắn sẽ nắm bắt thời cơ, tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, nhưng chú hộ đều tìm cách để giải quyết vấn đề trong khoảng thời gian ngắn nhất, không bao giờ chần chừ nên càng dễ thành công trong sự nghiệp. Nhưng dù có phô trương quyền lực ra bên ngoài như thế nào, thì sau khi về nhà, đàn ông tuổi Dần cũng chỉ là một người chồng, người cha, luôn chăm lo chu đáo cho mọi người trong gia đình, làm hết sức mình để vun vén gia đình êm ấm, hạnh phúc, sum vầy. Họ luôn muốn những người thân yêu của mình cảm nhận được hạnh phúc đong đầy trong căn nhà. Đây cũng là động lực cố gắng không nhỏ của con giáp này. Ngoài ra, tuổi Dần còn là con giáp nam đảm đang, là cánh tay đắc lực trong chuyện nhà cửa với vợ mình. 4. Đàn ông tuổi Dậu. Trong 12 con giáp, đàn ông tuổi Dậu là những người sắc sảo và giỏi giang, thông minh, phản ứng nhanh nhạy, suy nghĩ rõ ràng và rất lý trí. Họ hiếm khi đưa ra quyết định gì đó trong lúc tùy hứng nhất thời. Đàn ông tuổi này là những người hoạt bát và rất có năng lực ở nơi làm việc. Họ giàu kinh nghiệm, luôn có sự quyết đoán và dứt khoát trước những khó khăn, không chút nào do dự nên luôn nắm bắt được thời cơ tốt nhất để giành được những cơ hội tốt nhất. Bởi thế, sự nghiệp của con giáp phát triển rất tốt, thu về nhiều lợi nhuận đáng kể. Tuy vậy, trong cuộc sống gia đình, người tuổi Dậu không còn mang sự sắc bén đó mà thay vào đó là sự dịu dàng. Ngoài khả năng kiếm tiền nuôi gia đình, đa phần đàn ông tuổi này luôn cố gắng để mang đến những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho người thân trong gia đình. Sự chu đáo, chân thành và mọi thứ là trên hết vì gia đình đã giúp tuổi Dậu chẳng những có một sự nghiệp hanh thông, thuận lợi mà gia đạo còn rất hạnh phúc và ấm êm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.